Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thủ đô, CDC Hà Nội đã đề xuất Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải triển khai xét nghiệm cho toàn bộ lái xe, nhân viên soát vé xe buýt trên toàn thành phố. Ngày 17 tháng 7, Sở Y tế Hà Nội thông tin, thành phố ghi nhận 13 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 người làm việc ở Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Liên quan tới nội dung này, đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, sau khi xác định được các trường hợp lây nhiễm, đơn vị đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như phun khử khuẩn, còn nhân viên trong tổng công ty vẫn tiếp tục làm việc online. Xác nhận vấn đề này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội hiện đã đề xuất Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải triển khai xét nghiệm cho toàn bộ lái xe, nhân viên soát vé xe buýt trên toàn thành phố.